Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phúc Anh Channel. Hiện tại thì mình đang có ở đây là hộp của chiếc điện thoại cực kỳ hot của Xiaomi mới được xách tay về cách đây ít lâu. Đó là chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Ở trên hộp của nó thì chúng ta sẽ chỉ thấy cái tên là Note 5 thôi. Tuy nhiên thì cái bản mình đang có ở đây là nó chạy con chip Snapdragon 636 và RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cũng như là đánh giá nhanh cái thiết bị này. Khi mà mở hộp ra, chúng ta sẽ có được một cái, đây là ốp lưng mà Xiaomi tặng kèm theo máy. Đó, một chiếc ốp lưng bằng cao su. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có chiếc Redmi Note 5 Pro ở đây. Phiên bản mình có là chiếc Note 5 Pro bản màu đen, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đen ở đây là nó làm theo kiểu là đen nhám, hơi nhám một chút các bạn. Ok, bỏ máy sang một bên thì chúng ta sẽ có trong hộp, chúng ta sẽ còn một chiếc sách hướng dẫn sử dụng này. Tiếp theo là một củ sạc. Củ sạc ở đây thì đây là củ sạc 5V và 2A. Tuy nhiên thì máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh nhưng mà củ sạc theo máy thì lại không hỗ trợ sạc nhanh. Và một phụ kiện còn lại đó là sợi cáp micro USB. Khá là đáng tiếc khi mà máy vẫn chưa hỗ trợ chúng ta cổng USB Type-C. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta thì đây là chiếc Redmi Note 5 Pro. Và ấn tượng đầu tiên của mình thì chiếc máy này khá là dài. Nó có màn hình lên tới là 5,99 inch, tức là gần 6 inch rồi. Và cách điều khiển, các bạn có thể thấy là cái cách điều khiển ở đây chúng ta sẽ có một cách điều khiển giống hệt như là so với iPhone 10. Tức là các bạn sẽ vuốt từ dưới lên để thoát ra khỏi màn hình chủ. Đó. Và vuốt giữ một lúc, đó, sẽ hiện ra đa nhiệm. Đây là cách điều hướng mới mà Xiaomi áp dụng cho những cái dòng sản phẩm trong năm 2018 của hãng. Mình thấy khá là hay. Và chúng ta sẽ không còn ba cái phím điều hướng ở phía dưới là back home đa nhiệm nữa, mà thay vào đó là hoàn toàn điều hướng bằng những cái cử chỉ ở phía dưới màn hình như kiểu là chiếc iPhone X thôi. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có được một cái màn hình là 6 inch độ phân giải Full HD cộng. Màn hình này thì được thiết kế trông cực kỳ là sexy. Cũng như là cái phần ấn tượng nhất với mình đó là cái phần viền bên trong màn hình nó làm khá là mỏng. Và bốn góc, các bạn có thể để ý là bốn góc được bo tròn trông cực kỳ là đẹp luôn. Và phía trên chúng ta sẽ có một loa thoại này, camera trước cũng như là cảm biến. Ở phía cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn và hai phím tăng giảm lượng. Ở phía trên thì sẽ có mic cũng như là một cổng hồng ngoại để chúng ta điều khiển. Phía cạnh dưới chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ như kiểu loa ngoài này, mic thu âm, cổng sạc cũng như là jack tai nghe 3.5. Ở cạnh phải chúng ta chỉ có duy nhất đó là một cái khay SIM thôi và máy hỗ trợ hai SIM cũng như là thẻ nhớ. Ở phía mặt lưng thì ấn tượng nhất chính là cái cụm camera kép được đặt bố trí giống hệt khi mà so với chiếc iPhone 10 của Apple. Chúng ta sẽ có một camera chính với độ phân giải là 13 megapixel cũng như là camera phụ giúp chuẩn xóa phông với độ phân giải là 5 megapixel. Ở giữa là đèn flash LED. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay cũng như là logo của Xiaomi ở dưới đây. Ở đây thì mình sẽ thử một chút về phần camera. Máy hỗ trợ chúng ta là hai camera cũng như là chế độ chụp ảnh xóa phông ở đây. Đó. Mình sẽ thử một chút cho các bạn. Đó. Máy chụp ảnh xóa phông khá là nhanh cũng như là xóa phông chi tiết khá là tốt. Và mình sẽ cố gắng có một bài đánh giá chi tiết hơn về camera của máy nếu như có điều kiện. Nói thông qua một chút về thông số cấu hình thì máy được chạy con chip là Snapdragon 636, RAM là 6GB cũng như là bộ nhớ trong là 64GB. Thì với cấu hình này chúng ta có thể chiến thoải mái các game cũng như là các tựa game nặng hiện nay. Và đây là một con chip cải tiến hơn so với con chip 625 năm ngoái mà Xiaomi đã áp dụng trên chiếc Redmi Note 4X. Trên Note 5 Pro mình đang có ở đây thì được Xiaomi cài sẵn trên nền tảng là Android 8.1, đó, cực kỳ là mới. Và trên nền tảng là MIUI 9.5, đó, các bạn có thể thấy ở đây. Đây là một cái điểm mà mình cực kỳ là vui khi mà Xiaomi đã cực kỳ là ưu ái cho những sản phẩm mới của mình. Ok, vừa rồi là bài mở hộp cũng như là đánh giá nhanh cái chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro của mình. Và rất cảm ơn cửa hàng Mac Mobile đã hỗ trợ cho Phúc Anh Channel sản phẩm để có thể đánh giá. Nếu như các bạn có bất cứ thông tin gì muốn tham khảo thì gửi qua website của Mac Mobile để tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.